Hút thuốc lá rất có hại cho sức khỏe. Theo thống kê, trong khói thuốc lá có tới 4.500 chất độc hại, ảnh hưởng tới sức khỏe con người. Tuy nhiên hiện nay, số lượng người hút thuốc lá không giảm mà còn có xu hướng gia tăng. Ở nước ta, mỗi năm có 40.000 người tử vong vì các bệnh có liên quan đến thuốc lá và 33 triệu người không hút thuốc lá bị ảnh hưởng do hít khói thuốc thụ động. Quá trình hút thuốc lá, lượng khói thuốc thải ra môi trường đã làm ô nhiễm bầu không khí trong phạm vi bán kính tới 20 mét. Đồng thời với hơn 4.000 độc tố có trong khói thuốc, khiến những người hút thuốc và những người hít phải khói thuốc đều có nguy cơ nhiễm các bệnh về đường hô hấp và tim mạch. Tại Việt Nam, luật phòng chống tác hại thuốc lá đã có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2013. Theo đó, việc hạn chế hút thuốc và cấm hút thuốc nơi công cộng được quy định rõ để xử lý những hành vi vi phạm. Tuy nhiên, việc xử lý những vi phạm đến việc hút thuốc lá nơi công cộng còn khó khăn và việc chấp hành chủ yếu phụ thuộc vào ý thức của người dân. Tại tỉnh ta, chương trình hành động vì môi trường không khói thuốc lá đã được các cấp, các ngành, đoàn thể quan tâm thực hiện với các biện pháp như đẩy mạnh tuyên truyền và xây dựng các mô hình cơ quan, đơn vị, trường học không khói thuốc lá đã bước đầu mang lại hiệu quả tích cực. Ý thức nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về tác hại của thuốc lá và chấp hành không hút thuốc lá nơi công cộng được nâng cao. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã được, việc phòng chống tác hại thuốc lá và xây dựng môi trường không khói thuốc lá của tỉnh vẫn còn tồn tại những bất cập. Theo ghi nhận của phóng viên, trên địa bàn tỉnh, việc mua và hút thuốc lá còn diễn ra phổ biến ngay cả những nơi công cộng như bến xe, công viên, trường học và bệnh viện. Bên cạnh việc thải lượng khói thuốc với hàm lượng độc tố cao vào không khí, nhiều người hút thuốc còn bỏ tàn thuốc bừa bãi, gây mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng tới sức khỏe những người xung quanh. Thông thường những nơi công cộng tập trung đông người, bầu không khí đã ngột ngạt, song nhiều người vẫn thản nhiên hút thuốc lá, khiến mức độ ô nhiễm và độc hại càng tăng cao. Với người trực tiếp hút thuốc hay người hít thở trong môi trường có khói thuốc đều chịu những ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe. Như chúng ta đã biết thì qua nghiên cứu, người ta tìm thấy có tới 4.000 chất độc hại khác nhau vào trong thuốc lá. Chất đầu tiên chúng ta có thể kể đến là chất nicotine. Trong mỗi một điếu thuốc lá có khoảng từ 1 đến 2 mg nicotine. Đây là một chất có khả năng gây nghiện và làm cho người sử dụng thuốc lá có thể nghiện thuốc lá. Chất này có thể gây nghiện giống như heroin và cocaine. Chất thứ hai trong thuốc lá chúng ta kể đến là chất monoxit carbon, hay còn gọi là khí CO. Đây là sản phẩm chúng ta tìm thấy trong khói thuốc lá do quá trình đốt cháy dở của điếu thuốc lá. Ngoài ra, các cái chất khác tồn tại ở dạng phân tử nhỏ và có tới hơn 40 loại chất có thể gây ra bệnh lý về ung thư. Hút thuốc lá không chỉ gây tổn hại sức khỏe mà còn tổn thất kinh tế đối với mỗi cá nhân, gia đình và xã hội. Vì vậy, mỗi người cần nhận thức đầy đủ tác hại của thuốc lá và chung sức xây dựng môi trường làm việc, môi trường sống trong lành, không có khói thuốc lá.